hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm mà hình thức trắc nghiệm vn phần mềm này à, hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức à, ôn tập dự tuyển nâng ngạch công chức học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời đối với môn tiếng anh à, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là lời giải đề cương môn tiếng anh à, ôn dự tuyển công chức hà nội năm 2024 các bạn có nhu cầu điện thoại hoặc kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0943078123, 0912595654 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video, các bạn xem video miễn phí trên miễn phí phần mềm hình thức trách nhiệm vn phần mềm phi lợi nhuận các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nghiệm chấm vn chú ý bây giờ phải gõ gõ thêm cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nghiệm chấm vn trình duyệt nó bảo mật rất cao rồi cho nên chúng ta phải thêm cái cụm từ ấy nữa ấn à, enter à, thì sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi à, các bạn ôn môn tiếng anh thì trình độ a 1 A2, B1, B2 dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức tại mục số 4. Các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu. Khi các bạn có ký danh mật khẩu, các bạn phải bí mật. Vì sao lại bí mật? Vì người khác biết được đăng nhập phần mềm sẽ xung đột với các bạn. À, vì thế các bạn phải à, bí mật cái mật khẩu của mình. À, sau đó các bạn à, chọn login để đăng nhập vào phần mềm. À, sau khi các bạn vào cái trang này, các bạn thấy có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. À, cho trình à, độ A1, A2, A3 A1, A2, B1, B2 à, Như vậy các bạn tùy theo mức độ ôn của các bạn để các bạn chọn Thí dụ như các bạn chọn câu hỏi trình độ A2 Thì gồm có câu hỏi ngữ pháp này Đó, các mục câu hỏi ngữ pháp Rồi sau đó rồi đến loại câu hỏi à, à, đọc hiểu Rồi đến loại câu hỏi à, điền từ đó, Hay gọi là đục lỗ đấy rồi đến loại câu hỏi hoàn thiện câu sắp xếp câu Rồi các bạn có thể thi thử ở trình độ A2 à, Sau đó các bạn đưa, đối với các bạn mà học à, ôn tập ở trình độ B2 Thì các bạn chọn cái mục B2 đây Rồi các bạn à, ôn tập à, cái trình độ B1 Thì các bạn chọn ở đây đó. Sau đó các bạn có thể những các bạn ôn A1 thì ở dưới cùng đây Đó thì mỗi một phần đều có câu hỏi ngữ pháp, câu hỏi điền từ, câu hỏi đọc hiểu rồi các bạn thi thử đó cái phương pháp học là như vậy. thí dụ như các bạn chọn à, câu hỏi nào đó để các bạn học thì à, các bạn ngoài học ra còn giờ trên đây có các cái file các bạn có thể tải về à, các file câu hỏi này các bạn có thể tải đó để các bạn à, học dưới dạng file thế còn lại là à, dưới dạng à, câu hỏi thì các bạn phải học trực tiếp ở trên phần mềm. thí dụ các bạn học à, trình độ B1 chẳng hạn thì các bạn có thể kích chọn vào à, cái mục à, trình độ B1 đó, các bạn cứ di chuyển chuột từ trên xuống dưới để các bạn tìm thôi. bạn tìm đúng cái câu của các bạn. thí dụ như là ngữ pháp à, trình độ B1 đây, các bạn nhấn nó trái một lần. À, sau đó là à, các bạn à, thử thực hiện đề thi hay bắt đầu làm bài các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn chọn start là bắt đầu thì học lần đầu thì các bạn chưa cần phải làm bài thì các bạn nhìn sang tay trái màn hình này, có chữ finish ở dưới số thứ tự câu hỏi à, khi nộp bài sớm thì các bạn à, cũng chọn finish xem như hoàn thành mà finish hoàn thành nhấn nút trái à, để sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tìm thấy cái thực đơn à, Có chữ nộp bài kết thúc à, Xem như mình làm hoàn thành rồi mà Hoặc lần đầu tiên thì coi như hoàn thành Nộp bài kết thúc Nên nhấn vào nộp bài Xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc Khi thi thử thì các bạn cũng làm như vậy Thì các bạn đọc nội dung câu hỏi ở đây Đó nội dung câu hỏi Rồi các bạn sẽ thấy phương án trả lời trên G connect Answer Thí dụ ở đây Các bạn sẽ đọc là student a lot of uh homework uh, in in uh, the evening. Thì ở đây sẽ chọn bốn phương án. Thì phương án đúng là phương án bắt chọn từ do. Đó, từ do. Thì ở đây có giải thích là động từ đu uh, uh, do homework là làm bài tập ở nhà. Đó thì các bạn chọn. Hay ở đây thì các bạn thấy là động từ uh, khuyết thiếu thì khốt Cộng với à, đồng từ nguyên thể Đã từng có thể làm gì đó, Thì đây phương án này Chọn đó, thì Có lời giải thích ở dưới à, Vì sao lại chọn cái phương án đó Thì có lời giải thích Ở đây ví dụ như câu 3 à, Vì sao lại chọn là tu sâu à, Thì có lời giải thích ở dưới cái nền vàng này Các bạn sẽ đọc à, Các bạn sẽ có thể dịch à, Nhanh à, nội dung câu hỏi này rồi dịch nhanh nội dung từng phương án các cái từ này ví dụ tu sâu 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 in rồi sâu đó thì các bạn có thể à, dịch à, lướt rồi giải thích ở trên đây để các bạn học đó, phương pháp học là như vậy thì à, như vậy là vì thầy không chuyên dạy tiếng anh à, thầy quản trị cái 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 trang cái cái phần tiếng anh này thì giới thiệu với các bạn cái phương pháp sử dụng là như vậy À, chúng ta muốn học lại cái mục này Hoặc hoặc cái mục khác Các bạn kích chuột vào à, Mục 15 mã này Nhấn nút trái Bây giờ để thoát ra khỏi phần mềm Thì để bảo mật cái mật khẩu của mình Các bạn chỉ mũi tên chuột Vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này Nhấn nút trái một lần à, Xuất hiện chữ thoát Để thoát ra khỏi phần mềm à, Để bảo mật cái mật khẩu của mình à, Sau khi thoát ra khỏi phần mềm Thì các bạn muốn À, Nghĩ để tắt máy tính làm việc thì các bạn shut down Windows rồi các bạn tắt nguồn điện để đảm bảo phòng chống cháy nổ đối với máy tính vì nó không xảy ra nhưng nếu nó xảy ra thì thì sao cho nên thực hiện quy trình sử dụng máy tính làm 3 bước thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng sau thì shut down Windows rồi tắt nguồn điện máy tính thì đó là phương pháp tốt nhất để bảo phòng cháy chữa cháy thế bây giờ à, đối với À, lời giải cái đề cương môn tiếng Anh à, ôn tập dự tuyển công chức Hà Nội năm 2024 thì các bạn có nhu cầu nhận cái file này thì à, gọi điện và kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình thì các bạn sẽ nhận được à, file giải đề cương à, môn tiếng Anh ôn dự tuyển công chức Hà Nội năm 2024 à, đó là cái file thì các bạn thấy đây là file phụ lục 2.1 danh mục nội dung ôn tập môn ngoại ngữ tiếng Anh kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2024 à, ban hành theo quyết định 2374 à, 2374 47 đây 23747 à, ngày 25 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thì cái file này à, à đã được giải à, bằng à, chọn các cái động từ ở đây để các bạn thấy các động từ này đó à, bôi đậm ở đây chính là à, các bạn chọn thí dụ như ở đây các bạn đọc thấy là student này, chấm chấm này a lot of homework in g evening thì sẽ có bốn bốn cái lựa chọn do là một này answer là hai này tiếp là bốn này lên lần à, do là phương án a này, chẳng hạn answer là phương án b tiết là phương án C, uh, lên là phương án D. Thì trong cái bốn phương án này thì chọn phương án A là đu đã, đã được bôi đậm. À, giới thiệu với các bạn như vậy. À, hay là à, cái câu là hi chấm chấm này, G television to what Ơ, uh, football match thì có bốn phương án lựa chọn này. À, turn up này, à, turn uh, À, turn on này turn on này turn up này à, get on này hay là get up này thì trong bốn phương án turn on turn OFF, get on get up thì chọn phương án turn on Đó, thì chúng ta chọn phương án turn on bôi đậm đây à, tương tự như vậy các bạn có thể nhận cái file này à, thông qua kết nối zalo thì như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên và các bạn có thể các bạn ôn tập dự tuyển công chức Hà Nội năm 2024 có nhu cầu nhận cái lời giải đề cương môn tiếng Anh này kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. Chúc các bạn thành công.